Tuy nghĩ mãi chẳng biết đi đâu nên mình đã lên mạng tham khảo thì thấy bảo tháng 12 buôn mê thuật đẹp lắm nên mình đã quyết định đi buôn mê luôn. Mình đã chọn bay bamboo nên chỉ có chuyến bay chiều tối thôi. Chuyến bay của mình cất cánh lúc 17 giờ 15 lận. Đã thế nay còn 5 6 con máy bay xếp hàng đợi cất cánh nữa. Tốt ruột quá gì đâu quá trời. Hay cuối cùng thì cũng đã đến lượt mình cất cánh rồi. Háo hức ghê á. Nhưng mà không sao, nay được đón hoàng hôn ở trên máy bay này. Đẹp gì đâu mê luôn đi. Sau khoảng 90 phút bay thì mình đã đến với thành phố Buôn Mê Thuật lúc này là 19 giờ chúng mình ở khách sạn a ban mê ở ngay mặt đường luôn khá tiện lợi cho việc di chuyển đói bụng quá nên mình lên phòng cất đồ rồi đi ăn luôn bánh mì view mừng thanh luôn nha nem nướng ninh hòa nữa đồ ăn ở trong này khá là rẻ so với hà nội nên mọi người chỉ cần mang một tâm hồn đẹp và chiếc bụng đói để đi thôi nha tôi mình về đi ngủ đây hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày hôm sau nhé